tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn. Thưa quý vị và các bạn, thì trên tay mình đây là một chiếc micro có thể nói là dùng cho các diva này, các ca sĩ chuyên nghiệp này. Thế thì làm sao để bỏ ra một mức độ tiền quá lớn, 5 triệu hay 10 triệu hay 20 triệu, thậm chí rất nhiều triệu để sở hữu cho mình một chiếc mic để thỏa sức đam mê ca hát. Thì hôm nay vị Mạnh Tiến vừa mới về một cái mẫu mic mới đây như thế này. Các bạn có thể gặp ở bất cứ đâu, các phòng trà ca nhạc này, các bar, vũ trường, karaoke lớn. Đấy. Nhưng mà mình ước mơ chỉ được cầm một cái mic này, thậm chí chỉ để chụp ảnh cho nó oai thôi. Nói thật là chụp ảnh cho nó oai thôi. Đây, bây giờ mình đã về một mic rất là rẻ tiền và hợp lý, ai cũng có thể sử dụng được. Thì hôm nay mình xin hát cái bộ mic này. Đấy, trông như ca sĩ chuyên nghiệp ấy. Đấy, với một bộ sao cạc rất đơn giản đấy, XXK10. Đây, bộ mic này cả combo này chắc chỉ trên dưới vài triệu đồng gì đấy thôi. Đấy, không bằng bộ mic chuyên nghiệp gì cả. Nhưng mà âm thanh nó sẽ để lại như thế nào bây giờ mình sẽ test thử các bạn nhé. Này, mình sẽ hát bài hát được rất mang tên, các bạn nghe thử xem là bài gì nhá. Ok. Nhìn các bạn nhìn có thấy được không ạ? Mình sẽ cố gắng hát thật là hay các bạn nghe nhá. Đừng khóc, đừng buồn nhé em, chỉ làm cho thêm đớn đau buồn. Tàn đêm nay làm mình chia tay, một người xa cách phương trời. Tình lỡ một người sang sông, một người lệ rơi đứng chờ. Em ơi, còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em ơi, đêm nay vòng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi test thử cái chiếc mic phải nói là rất là chuyên nghiệp và bắt mắt như thế này với giá rất là hợp lý các bạn ạ, trên dưới khoảng 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng một combo như thế này thôi. Nếu các bạn muốn trải nghiệm thì mời các bạn qua quận 6 thành phố Hồ Chí Minh để gặp Mạnh Tiến test trải nghiệm. Còn những ai nếu mà ở xa Mạnh Tiến thì các bạn nhé, có thể để lại số điện thoại đặt hàng, mình sẽ tư vấn nhận hàng, kiểm tra hàng, hát ok, chụp ảnh đẹp thì liên hệ Mạnh Tiến. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn, xin chào, nhớ like và chia sẻ nhé, xin chào.